Năm Mậu Thân 1308, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông băng hà, bách tính Đại Việt tham dự đám tang vô cùng đông đảo. Trước sự tiếc thương của nhân dân, triều đình không thể đưa linh cữu của Trần Nhân Tông ra khỏi cung điện. Sự kiện này đã phần nào thể hiện sự yêu mến của nhân dân đối với triều đình và đức thân dân của các vua nhà Trần. Thưa bách tính, sắp tới giờ hoàng gia rước linh cữu Thượng Hoàng tới Lăng Quy Đức. Mọi người hãy giữ gìn trật tự, xếp thành hàng lối ngay ngắn, chớ lộn xộn. Có như vậy thì việc rước linh cữu Thượng Hoàng về Lăng mới đúng quy định. Bẩm bệ hạ, ngoài cửa thành, người dân đến dự tang lễ, đám đông kéo về mỗi lúc một nhiều. Quan tể tướng đã cho người đi sắp đặt nhưng vẫn không giãn dân để lấy lối đi được. Cứ thế này, đoàn rước linh cữu không thể tới Lăng Quy Đức như giờ định. Linh cữu sắp đưa rồi, mà dân chúng đầy nghẽ như vậy thì làm thế nào? Trịnh Trọng Tử, việc đảm bảo an toàn cho đoàn rước linh cữu chậm giao cho khanh. Khanh hãy nghĩ cách cho dân chúng giãn ra đi. Thần tuân lệnh. Thưa bách tính, Thượng Hoàng của chúng ta Viên Tịch không phải là người ra đi mãi mãi, mà là người đang trên đường trở về bên Đức Phật. Trúc Lâm đại sư ơi. Duyên phận đã đưa các con dân của Thượng Hoàng đến đây để tiễn biệt người. Vậy Trịnh Trọng Tử cũng xin được tiễn biệt người bằng điệu long ngâm, mong cho linh hồn Trúc Lâm đại sĩ sớm về miền cực lạc, hạnh ngộ tiên tổ dưới ánh sáng Phật Pháp. Nhờ có điệu nhạc long ngâm của Trịnh đại nhân, đám đông dân chúng đã giãn khỏi cổng thành. Bệ hạ có thể rước linh cứu Thượng Hoàng về Lăng Quy Đức được rồi ạ. Tài ca hát và lối ứng xử khéo léo của Trịnh Trọng Tử đã giúp triều đình đưa linh cứu Trần Nhân Tông về Lăng Quy Đức. Dưới thời Trần, ông được coi là một trong những nghệ sĩ nổi danh với nhiều tài nghệ như âm nhạc, bốc thuốc, cưỡi ngựa, đánh cờ. Với tài năng của mình, ông được vua Trần vô cùng yêu mến và thường gọi là con trời. Trịnh Trọng Tử là một nghệ sĩ nổi tiếng dưới thời Trần. Ông được biết đến là người giỏi về âm nhạc, nhiều tài năng trí xảo, giải quyết công việc vô cùng khéo léo. Dưới thời Trần Anh Tông, ông làm đến chức chi hậu chánh trưởng và được vua Trần vô cùng yêu mến, thường gọi ông là con trời. Trống này là trống cơm phải không cha? Đúng vậy. Sắp tới cha và đội nhạc sẽ vào cung để trình diễn cho nhà vua và hoàng gia thưởng thức một bài nhạc mà cha rất thích. Cha muốn đích thân làm nên những chiếc trống cơm này để các nghệ nhân trình diễn. Tại sao lại gọi chiếc trống này là trống cơm hả cha? Con nhìn xem, trống có hai mặt hình tròn, mặt bịt da, đường viền buộc bằng sợi mây. Bây giờ ta chét cơm nóng vào giữa để định âm. Nếu chét nhiều cơm thì âm thanh phát ra trầm, ít cơm thì âm thanh sẽ cao hơn. Vì vậy mà gọi là trống cơm. Ồ, cha thật là giỏi, không có gì mà cha không biết. Hay lắm, hay quá. Cũng là rất hay. Nhạc rất hay, tiếng trống cơm âm vang, tiếng đàn bầu réo rắt bi ai.
tiếng sáo cao vút trong trẻo, tất cả diễn tả một tình cảm rất buồn và sâu sắc. Dạ đúng vậy, thưa bệ hạ. Thần luôn muốn dâng lên bệ hạ những điệu nhạc hay nhất, hoàn hảo nhất, nên đã đích thân làm những việc này. Trịnh Trọng Tử không hổ danh là người đa tài đa nghệ nhất đất Kinh Kỳ, thưa bệ hạ. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Thần nghe những đội nhạc, đội hát của Trịnh đại nhân nổi danh khắp kinh thành, được người dân vô cùng ái mộ. Đất nước hòa bình, nghệ thuật ca múa nhạc trong dân gian có thể nở rộ như vậy cũng nhờ công sức của những nghệ sĩ tài năng như Trịnh Trọng Tử. Thần đội ơn bệ hạ. À, phải rồi. Ta nghe ngoài âm nhạc, Khanh còn nhiều khả năng khác như bốc thuốc, đánh cờ, đặc biệt là tài cưỡi ngựa. Ta cũng muốn xem tài nghệ ấy ra làm sao. Nay hoàng tử Mạnh đã đến tuổi rèn luyện võ nghệ, sắp tới Khanh hãy đến dạy hoàng tử cưỡi ngựa cho ta. Thần tuân lệnh bệ hạ. Dưới thời vua Trần Anh Tông, chính trị, kinh tế ổn định, đời sống văn hóa của nhân dân cũng không ngừng phát triển. Kinh thành Thăng Long thời kỳ này đã chứng kiến sự nổi danh của nhiều nghệ sĩ tài ba, góp phần định hình lên một bản sắc văn hóa đậm chất dân gian của người Việt. Trịnh Trọng Tử là một trong số những nghệ sĩ như vậy. Phạm Ngũ Lão là một vị tướng tài ba trong lịch sử Việt Nam. Ông vốn là môn đệ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần 3. Dưới thời Trần Anh Tông, ông là vị đại thần trụ cột của triều đình, có đóng góp lớn trong việc bình ổn mối quan hệ giữa Đại Việt và các nước trong khu vực. Năm 1301. Uống nghề, uống thoải mái nhá. Mẹ ơi, bao giờ chúng ta mới được trở về nhà, trở về bản hả mẹ? Giặc cướp Ai Lao đang chiếm làng ta rồi con ạ. Mẹ con mình hãy kiên nhẫn chờ các ông, các bác cùng nghĩ cách đuổi chúng đi thôi. Hả? Đã có người báo về triều đình việc Ai Lao sang cướp Đà Giang rồi. Đức vua sẽ cử tướng quân Phạm Ngũ Lão lên dẹp đánh. Đến lúc đó, chúng ta hãy cùng quan quân triều đình xông lên đánh đuổi giặc cướp. Thưa trưởng bản, tướng quân Phạm Ngũ Lão liệu có thể đánh đuổi hết quân Ai Lao ra khỏi vùng Đà Giang được không? Bà con chưa biết đó thôi. Trong triều đình, Phạm Ngũ Lão là vị tướng luôn có mặt ở những trận chiến quan trọng, đánh đầu thắng đó, danh tiếng lẫy lừng. Điều này không phải nghi ngờ. Ta nghe nói người Ai Lao rất e rẻ tướng quân Phạm Ngũ Lão. Cách đây 7 năm, Thượng Hoàng đi đánh Ai Lao. Lần ấy, Trung Thành Vương làm tiền phong, bị địch bao vây. Phạm Ngũ Lão tướng quân đã dẫn quân giải vây, rồi đánh bại quân Ai Lao, và đã được Đức Vua ban cho Kim Phủ. 3 năm sau, Ai Lao lại tiếp tục xâm phạm sông Tràng Long. Phạm Ngũ Lão tướng quân đánh bại chúng, lấy lại được đất cũ, nhà vua lại ban Vân Phủ cho ngài ấy. Phạm tướng quân được Đức Vua và binh sĩ yêu thương như vậy là bởi vì ngài ấy là người rất mưu lược và gan dạ. Trên chiến trường thì cực kỳ dũng cảm, khi rèn quân thì lại hết sức nghiêm minh. Có thể cùng ba quân một lòng một dạ, vào sinh ra tử, cùng sống cùng chết, không ngại gian khổ hiểm nguy. Ồ, nếu lần này tướng quân đem quân lên Đà Giang dẹp loạn Ai Lao thì tốt quá rồi. Chúng ta sắp được về nhà rồi. Vậy là quân triều đình đã tới rồi. Tất cả nghe theo ta. Phụ nữ và trẻ nhỏ hãy lánh vào rừng. Còn trai tráng giúp quân triều đình đuổi quân Ai Lao ra khỏi làng bản. Là một vị tướng tài năng và mưu lược, Phạm Ngũ Lão đã có những đóng góp lớn trong việc dẹp loạn và ổn định quan hệ bang giao với các nước láng giềng của Đại Việt như Ai Lao, Chiêm Thành.
ông được vua Trần Anh Tông vô cùng yêu mến, trọng dụng và thường ban cho kim phù, vân phù, quy phù với mong muốn những điều tốt lành sẽ luôn đến với ông. Sau sự kiện vùng đất Châu Ô, Châu Lý được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt nhờ cuộc hôn nhân của công chúa Huyền Trân và quốc vương Chế Mân, năm 1312, vua Chế Chí của Chiêm Thành thường xuyên đem quân quấy phá chống đối Đại Việt. Tháng 12, vua Trần Anh Tông đích thân thảo phạt Chiêm Thành, ổn định vùng biên viễn phía Nam. Huệ Vũ Quốc Trần theo đường núi, Nhân Huệ Khánh Dư theo đường biển, ta dẫn 6 quân theo đường bộ. Lúc đó thủy bộ cùng tiến vào bắt sống Chế Chí. Tuân lệnh bệ hạ. Bệ hạ, vậy thần phong cho đoàn Nhữ Hài làm thiên tử chiêu dụ sứ. Khanh hãy đi trước tới chỗ trại chủ người Chiêm Thành, nói rõ ý yêu cầu quốc chủ ra hàng. Thần tuân mệnh. Trại chủ, triều đình Đại Việt chúng ta chỉ muốn bắt sống quốc vương Chế Chí để trừ mầm loạn mà thôi. Còn dân Chiêm, họ chỉ là những người vô tội, đức vua không muốn làm hại tới họ. Bắt Chế Chí rồi, triều đình sẽ cho người Chiêm tự quản vùng đất của mình. Nếu Chế Chí không chịu ra hàng thì chỉ làm khổ con dân của mình. Người hãy thuyết phục Chế Chí chớ ngoan cố mà khiến dân chúng lầm than. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục, nhưng các ngài cũng phải hứa không được động binh đao để đảm bảo an toàn cho dân chúng, và cũng không được giết người của chúng tôi. Được. Ta ra hàng rồi, hy vọng vua Đại Việt sẽ giữ lời hứa. Bắt lấy Chế Chí, xông lên. Hả? Sao quân Đại Việt lại tiến công với nhiều binh lính như vậy? Họ không giữ lời hứa ư? Người đâu, trông quay thuyền lại. Ta không hàng nữa, ta sẽ chiến đấu đến cùng. Bệ hạ, vua Chế Chí đã đem gia thuộc đi đường biển tới hàng. Vậy mà Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư lại đem quân đuổi theo, khiến họ sợ hãi quay về. Các ngươi dám tự ý hành động. Bệ hạ, là do thần sợ vua Chế Chí đến giữa biển lại đổi bụng khác nên mới chặn đằng sau thôi, tuyệt đối không có bụng khác ạ. Thôi được, các ngươi chia quân đi tuần các bộ lạc. Nếu Chế Chí đã có ý định ra hàng thì hãy trở lại bắt Chế Chí về đây, dứt khoát không để bị thương và làm ảnh hưởng đến dân chúng. Tháng 5 năm 1312, vua Trần Anh Tông bắt Chế Chí đưa về Thăng Long, phong làm Hiệu Thuận Vương và phong Chế Đà, A Bà Niêm làm Á Hầu trấn giữ đất Chiêm Thành. Với đóng góp lớn của đoàn Nhữ Hài, công cuộc chinh phạt Chiêm Thành của Trần Anh Tông sớm hoàn thành mà không phải chịu nhiều tổn thất, biên giới phía Nam tạm yên. Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ 3, mối quan hệ giữa Đại Việt và triều đình nhà Nguyên diễn ra hòa bình. Tuy nhiên, vào năm 1313, ở biên giới hai nước xảy ra xung đột, khiến vua Trần Anh Tông phải cho quân sang biên giới nhà Nguyên dẹp loạn. Trước tình thế đó, vua Nguyên đã sai Lưu Nguyên Hanh sang Đại Việt xem xét tình hình. Sống lên! Bẩm bệ hạ, Tri Châu Trấn An nhà Nguyên là Triệu Giác bắt người Châu Tư Lang nước ta, lấy đi một lọ vàng và lấn hơn 1.000 khoảnh ruộng. Hả? À? Ngông cuồng! Bệ hạ, quan hệ giữa Đại Việt với Đại Nguyên đang tốt đẹp, vậy mà viên Tri Châu Triệu Giác lại to gan lớn mật động binh quấy rối biên giới. Phải đem quân đánh Châu Quy Thuận và Châu Dưỡng Lợi nhà Nguyên để đòi lại ruộng đất Châu Tư Lang. À!
Bệ hạ có điệp thư của thiên hộ Lưu Nguyên Hành của nhà Nguyên. Có lẽ nhà Nguyên có ý kiến về xung đột nơi biên giới đây mà. Đưa ta xem. Xưa kia, An Nam là nơi mà thanh danh giáo hóa của Trung Nguyên đã tràn lan tới. Nay An Nam đối với Đại Nguyên danh phận trên dưới đã phân minh, Hiên Triều đối với An Nam cũng không phụ bạc. Thế mà bây giờ sao lại tự nhiên binh lính An Nam đem quân sang, gây ra sự không yên lành, dùng sức ngông cuồng để mở rộng bờ cõi nơi biên giới. Vậy người chủ trương làm việc ấy không rõ là ai? Bẩm đại nhân, có điệp thư từ An Nam. Đại nhân, quốc vương An Nam hồi đáp ra sao? Viết thì dài, có nói tất cả là tại Chi Châu trấn an Triệu Giác, bắt người lấn đất ở châu Tư Lang của họ trước. Nếu tôi biết thế nào chuyện ấy? Trước kia An Nam đã từng xâm phạm vào đất Vĩnh Bình, nay lại quen thói cũ, cứ xung đột mãi thế này không ổn. Thiết nghi ta nên dâng sớ lên thiên triều để bệ hạ sai quan đến tuyên truyền dụ bảo, định lại bờ cõi và nghiêm sức quan lại ở biên giới An Nam. Hai bên không xâm phạm lẫn nhau, như thế mới giữ được sự yên ổn lâu dài. Năm 1313, vua Nguyên nghe theo lời tâu của viên thiên hộ Lưu Nguyên Hành, quyết định cho định lại bờ cõi và chia quân cai trị ở biên giới với Đại Việt Đại Nguyên. Đây là một bước ngoặt lớn về ngoại giao của triều Trần với triều Nguyên, giữ vững được cương vực Đại Việt thời bấy giờ. Phạm Ngũ Lão không chỉ là vị tướng tài ba, mà ông còn là người rất sâu sắc tình nghĩa với chủ. Năm 1312, vua Trần Anh Tông đích thân đi đánh Chiêm Thành. Minh Hiến Vương vì phạm tội nên bị vua đuổi ra khỏi dinh. Với nghĩa tình sâu đậm, Phạm Ngũ Lão đã suy tính trên dưới, một mực bảo vệ Minh Hiến Vương. Bẩm Minh Hiến Vương, nhà vua cùng tướng quân Phạm Ngũ Lão đang chuẩn bị lực lượng cho quân tiến vào kinh đô Chiêm Thành rồi. Giờ ngài vẫn còn uống rượu ở đây, bỏ mặc binh lính lười biếng chây ỉ. Vậy nên giờ chúng không chịu luyện tập mà chỉ biết ngồi túm tụm bàn tán. Chỉ bằng ngài tìm cách chấn chỉnh tinh thần, lệnh cho quân lính luyện tập thêm ạ. Không thích. Kìa, Minh Hiến Vương, ta chán rồi. Bao năm nay chức tước bổng lộc của ta không tiến triển là bao, cảm thấy không còn triển vọng nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì đến tính mạng cũng chẳng còn, cố làm gì cho hao tài tổn sức. Không đánh nữa, ta là bậc cha chú của vua, vua muốn làm gì thì làm. Đường đường là người của hoàng tộc, đứng đầu quân doanh mà lại dám nói những lời như vậy. Được, nếu ngươi không muốn ở đây nữa thì hãy bước ra khỏi dinh, các quân không được thu nhận. Minh Hiến Vương, hãy vào dinh nằm nghỉ, ta xin nhà vua tha tội cho ngài. Chỉ có Phạm Ngũ Lão là lúc nào cũng tốt với ta. Ngươi không biết lệnh của trẫm hay sao mà còn thu nhận Minh Hiến Vương? Bệ hạ, bệ hạ của trách Minh Hiến Vương lại đuổi ngài ấy ra ngoài như vậy. Lỡ ra bị giặc bắt được, chúng sẽ nói là bắt được hoàng tử, chứ biết đâu là bị vua của trách. Ngũ Lão thần thà chịu tội trái lệnh để bệ hạ trách phạt, chứ không nỡ làm lợi cho giặc. Minh Hiến Vương chây ỉ lười nhác, suy tính hơn thiệt, chỉ biết nghĩ cho bản thân, làm ảnh hưởng đến lòng quân. Phạm Ngũ Lão huấn luyện quân đội rất có kỷ luật mà lại hết mực bảo vệ cho Minh Hiến Vương là sao? Bẩm bệ hạ, Minh Hiến Vương là con út của vua Thái Tông, ngay từ khi nhỏ tuổi đã được nuông chiều rồi, ít được rèn luyện nghiêm khắc nên nội tâm yếu ớt, sức hành động không cao, lại không suy nghĩ được gì sâu xa. Xin bệ hạ hãy cho ngài ấy một cơ hội. Người đã nói như vậy, ta còn của trách được nữa hay sao? Tương truyền,
Nghĩa tình giữa Phạm Ngũ Lão và Minh Hiến Vương rất sâu sắc. Hễ Minh Hiến Vương cần gì, Phạm Ngũ Lão cũng không có ý xẻn tiếc. Thậm chí giữa hai người lễ ý thì câu nệ không phân biệt ngôi thứ. Câu chuyện Phạm Ngũ Lão sẵn sàng chịu phạt để bảo vệ Minh Hiến Vương đã thể hiện tình nghĩa thân thiết đó. Trần Anh Tông là vị vua vô cùng nghiêm cẩn và thận trọng trong việc thực hiện các quy tắc. Đối với những quy tắc nhỏ nhất trong cung đình, vua luôn yêu cầu giữ nguyên và thực hiện đúng, không vị nể thiên vị bất kỳ ai, cũng như kiên quyết từ chối những điều không đúng phép nước. Tỷ thêu đẹp quá, hai bữa nào tỷ dạy muội thêu đi, muội cũng muốn thêu một chiếc cho Mạnh Nhi. Được rồi, muội cứ tới đây chơi với ta mỗi ngày, ta sẽ dạy muội thêu. Có khi muội còn thêu đẹp hơn cả ta nữa đấy. Muội hãy mau khỏe lại nhé, ta sẽ dạy muội thêu. Từ hôm muội bệnh, trong người cảm thấy sức khỏe đã giảm sút rất nhiều rồi. Chỉ mong sao sức khỏe được hồi phục như trước. Muội hãy gắng ăn uống bồi bổ, rồi sẽ mau khỏe hơn trước thôi. Tỷ tỷ, muội phải về cung rồi. Bữa nay Mạnh Nhi nói tới thăm muội, muội phải về kẻo Mạnh Nhi chờ lâu. Nhưng muội còn đang bị bệnh mà, hãy lấy kẹo của ta đi đi. Tỷ, như vậy đâu có được, cứ để muội tự về được rồi. Chẳng phải Mạnh Nhi đang chờ muội hay sao? Mau đi kẹo của ta về đi. Tạ ơn tỷ tỷ. Kia chẳng phải là kiệu của hoàng hậu hay sao? Có việc gì mà gấp vậy? Bẩm bệ hạ, đó là huy từ hoàng phi à? Tới tẩm cung hoàng hậu à? Dạ. Bệ hạ. Nàng ngồi đi. Ta mới thấy kiệu nàng đi ngoài kia. Dạ, là thiếp ban cho huy từ hoàng phi. Muội ấy mới bệnh nên thần thiếp. Bảo từ có thương yêu huy từ thì cho thứ khác, chứ cái kiệu ngồi còn điển chế cũ không thể cho được. Huy từ là hoàng phi, nhưng theo điển chế trong cung thì không được ngồi kiệu trong cung, càng không được ngồi kiệu của hoàng hậu. Đó là nguyên tắc. Lỗi là tại thiếp, xin bệ hạ thứ tội. Nàng yêu quý hoàng phi của trẫm, trẫm rất vui, nhưng những quy tắc trong cung thì không thể làm trái. Nàng thân làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu chốn hậu cung, cần phải làm gương cho các phi tần khác nhìn vào. Thần thiếp có sơ ý, mong bệ hạ trách phạt. Được rồi, nàng nhớ để làm bài học về sau. Với việc giữ nghiêm phép nước, Đại Việt dưới thời vua Trần Anh Tông thái bình thịnh trị, dân chúng yên ổn làm ăn. Việc nghiêm khắc thực thi các quy định trong cung đình cho thấy vua Trần Anh Tông là người rất nghiêm cẩn, coi trọng kỷ cương, phép nước. Hưng Long năm thứ 22, tức năm 1314, vua Trần Anh Tông sau khi ở ngôi 21 năm đã quyết định nhường ngôi cho Thái tử Trần Mạnh và lui về làm Thái Thượng Hoàng ở Thiên Trường. Thái tử Trần Mạnh, tức vua Trần Minh Tông lên ngôi và là vị hoàng đế thứ 5 của triều Trần. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Nhờ ơn tổ tiên ở trên cao luôn dõi theo bảo vệ che chở nên Đại Việt ta trải nạn can qua, triều đình ngày càng vững mạnh, đất nước phú cường, nhân dân no ấm thái hòa. Nay trẫm được phụ hoàng tin tưởng và giao trọng trách ở ngôi cao. Tuổi trẻ chưa thấu tỏ việc dân việc nước, kính mong chư vị ái khanh đồng lòng giúp sức gìn giữ đại nghiệp của hoàng tộc, bảo vệ non sông gấm vóc Đại Việt. Tổ bệ hạ, chúng thần nguyện dốc lòng dốc sức vì triều đình, đó cũng là trách nhiệm của kẻ bề tôi. Bẩm bệ hạ, giặc Mông Nguyên ba lần đánh chiếm,
Đại Việt ta đều quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Nay giặc dữ không còn, nhưng vẫn cần cẩn trọng đề phòng, càng phải xây dựng quân đội mạnh. Lời quốc công trước khi nhắm mắt luôn nhắc nhở chúng thần đó ạ. Dĩ dân vi bản, dân có thể đẩy thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Có dân giàu thì nước mới có thể mạnh. Bởi vậy người làm quan chính là phụ mẫu của dân, phải thương yêu dân chúng như con của mình. Dạ, bệ hạ nói đúng ạ. Này, chấm đổi niên hiệu là Đại Khánh, đại xá toàn thiên hạ, tôn thượng hoàng là Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái Thượng Hoàng Đế, tôn thuận thánh hoàng hậu là Thuận Thánh Bảo Từ Thái Thượng Hoàng Hậu. Khâm thử. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những việc chậm giao, các khanh làm tới đâu rồi? Khởi tấu bệ hạ, chúng thần đã lo đâu vào đấy cả rồi ạ. Vậy còn việc thúc đẩy giao thương và đắp đê phòng lũ thì sao? Bẩm bệ hạ, việc buôn bán giao thương ngày càng phát triển, nên kinh thành mỗi lúc càng đông hơn. Trang Vân Đồn lúc này là nơi sầm uất. Quan trấn giữ Vân Đồn đã cho mở rộng nhà chứa và kho hàng đó ạ. Dạ, còn việc làm kênh mương thủy lợi đã được các quan chuyên trách thực hiện khá tốt. Mấy năm nay mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho nên dân ta no đủ, không còn phải tha phương cầu thực xin ăn nữa. Tốt lắm. Thưa bệ hạ, có thư báo nhà Nguyên sang nước ta đã tới biên ải phía Bắc rồi ạ. Chậm mới nối ngôi nên các nước láng giềng tới viếng thăm, nhưng đó cũng là một động thái để dò xét nội tình nước ta. Vậy nên mọi biểu hiện của ta từ vua tới quan đều phải cẩn trọng, chớ để họ xem thường. Sau khi lên ngôi, vua Trần Minh Tông thi hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy canh nông, mở rộng giao thương. Đại Việt dưới thời Thượng Hoàng Anh Tông và vua Minh Tông được thái bình thịnh trị. Quốc sử ca ngợi vua Minh Tông là đấng minh quân, đem văn minh sửa sang đạo trị nước, tiếp nối giai đoạn thịnh trị của dòng họ Trần.